Một đối tượng khoe mình có nhiều mối quan hệ, có thể xin được việc làm rồi lừa chiếm đoạt 640 triệu đồng của người dân, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Quốc Chinh, sinh năm 1960, ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, Chinh từng là công nhân đội quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố Buôn Ma Thuột. Mặc dù không có nhiệm vụ, vai trò và chức năng trong việc tuyển dụng công nhân vào làm việc theo diện biên chế thuộc cơ quan, tổ chức nhà nước, nhưng từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016, Chinh đã đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk và Bộ Công an nên có thể lo lót xin được việc làm. Với thủ đoạn đó, Chinh đã lừa nhận tiền và hứa xin việc cho một người ở thành phố Buôn Ma Thuột vào làm việc tại Cục An ninh Tây Nguyên và một người ở huyện Krông Bách vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tổng số tiền tên Chinh lừa chiếm đoạt của hai bị hại là 640 triệu đồng và tất cả số tiền này đều được Chinh sử dụng vào mục đích cá nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chinh 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.